Xin kính chào quý bà con, quý cô chị các bạn đang xem kênh. Thì chiều hôm nay là thứ tư ngày 30 tháng 8 năm 2023 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua thành giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi chiều hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Tây, khu vực Bình Thuận cho quý bà con. Quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì tiếp tục duy trì ổn định. Thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì giá tiếp tục đang có chiều hướng là đang tăng nhẹ. Thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây thì loại 1 dao động từ 24 đến 25 ngàn, loại 2 dao động từ 19 đến 20, còn loại 3 dao động từ 14 đến 15 ngàn. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2 ngàn tùy theo từng nơi. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây. Giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nghe quý bà con. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp dao động từ 16.000 đến 17.000, hàng sàn dao động từ 12.000 đến 14.000. Còn hàng giạt của thanh long ruột trắng hiện nay dao động từ 4 đến 5.000. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp dao động từ 14.000, 15.000, 16.000. Bò sàn từ 12.000, 13.000, 14.000. Còn hàng giạt của thanh long ruột trắng hiện nay ở khu vực miền Tây, khu vực Bình Thuận thì đang nằm dao động từ 4 đến 5.000. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì loại 1 dao động từ 20 đến 21.000, loại 2 dao động từ 15 đến 16.000, còn loại 3 dao động từ 10.000. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận. Giá thanh long ruột đỏ hàng giạt ở khu vực Bình Thuận dao động từ 5 đến 6.000. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý cô bác, chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật vui vẻ, may mắn và luôn thành công.